Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay là ngày thứ năm tại Hoa Kỳ, ngày 5 tháng 1 ở Việt Nam. Các bạn đã bước qua ngày thứ sáu rồi, à, là ngày 6 tháng 1 và hôm nay là một ngày rất là dài các bạn. Thật ra bây giờ đã là 9 giờ tối giờ Cali rồi, Thuận mới có thời gian để mà làm video chia sẻ với các bạn. Tại hôm nay công ty cũng rất là bận, chúng ta đã bước qua đầu năm rồi. Nhưng mà hôm nay có rất là nhiều những cái thông tin rất nổi bật tôi muốn chia sẻ với các bạn chúng ta bây giờ hãy bắt đầu đi thì các bạn sẽ thấy được là ngày hôm nay đã chứng khoán hoa kỳ lại là một màu đỏ các bạn thấy hôm qua có cái sự hồi phục nhẹ trở lại hôm nay hầu như đã trả hết trở lại cho thị trường rồi các bạn thấy cả ba chỉ số dow jones S&P 500 và nasdaq thì cả ba cái chỉ số này ngày hôm nay đã đều rất là đỏ các bạn thấy là cả ba chỉ số đều xuống hơn một phần trăm hết và nếu chúng ta nhìn vào những cái mảng đầu tư khác thì sao các bạn sẽ thấy được là hiện bây giờ đó thì dầu hợp đồng cũng như vậy mà thôi không có cái sự thay đổi nhiều vàng cũng như vậy các bạn thấy cũng ở mức là khoảng 1840 đô crypto thì cũng tương tự ngày hôm qua mà thôi thì tại sao mà chúng ta thấy là chứng khoán Hoa Kỳ lại đỏ như vậy mặc dù là bây giờ đó khi các bạn nhìn vào những chỉ số futures thì nó hồi phục xanh nhẹ lại một chút thì tại sao vậy tại sao mà chứng khoán Hoa Kỳ hôm nay lại là một màu đỏ có phải là chúng ta có thông tin gì xấu hay là không? Thật ra không phải đâu các bạn, mà ngược lại chúng ta có thông tin rất là tốt. Hôm nay chúng ta có cái thông báo đến từ công ty biên chế ADP. Công ty này là công ty mà cung cấp dịch vụ biên chế cho những cái công ty khác. Hôm nay họ cũng đã thông báo là việc làm của tháng 12 ra sao. Cũng giống như là chúng ta có thông tin đến từ công ty Challengers, họ cũng đã thống kê thị trường việc làm hiện bây giờ là tốt hay xấu. Thì các bạn có biết họ nói gì hay không? Rồi chia sẻ với các bạn. Trước hết là công ty Challenger họ đã thống kê các công ty đã công bố kế hoạch cắt giảm gần 364.000 việc làm năm 2022. Khi mà các bạn nghe con số 364.000 việc làm nơi các bạn nghe rất là nhiều, thật ra nó cũng rất nhiều các bạn. So với đề năm 2021 thì đã tăng 13%. Tuy nhiên con số này đã thể hiện số lượng việc làm bị cắt giảm tương đối thấp trong một năm thấp thứ hai tính từ dưới đám lên thì các bạn, thấp thứ hai từ năm 1993 với mức thấp nhất là năm 2021. Có nghĩa là tuy các bạn nghe cái việc làm mất đi rất nhiều nhưng mà thật ra so với những năm trước đó thì nó thật sự không có nhiều. Là thấp thứ hai tính từ năm 93 từ khi mà công ty Challenger đã bắt đầu lưu lại những cái thống kê này. Và họ nói là ngành công nghệ dẫn đầu bị cắt giảm việc làm vào năm 2022 với tổng số là hơn 97.000 việc làm đã bị cắt giảm. Và so với năm 2021 đó, con số này thực sự rất là nhiều. Nếu chúng ta tính riêng về ngành công nghệ thôi, đã tăng 649% rồi. Thật ra còn một ngành khác nữa cũng cắt giảm rất là nhiều các bạn đó chính là cây ngành cho vay để mà mua bất động sản. Tại vì lãi suất tăng cao đó năm nay, những công ty đó cũng đã cắt giảm rất nhiều nhân viên. Nói chung thì hiện bây giờ đó các bạn thấy được là tuy chúng ta nghe rất nhiều những công ty đã sa thải nhân viên nhưng mà các bạn khi mà nhìn lại những công ty là những công ty gì chúng ta sẽ thấy là phần lớn những công ty này là những công ty liên quan đến công nghệ liên quan tới blockchain hay là liên quan đến những cái ngành mà nó có cái sự nhạy cảm rất lớn đối với lại cái phần trăm lãi suất như là cái ngành cho vay để mà mua bất động sản đó là cái điều mà công ty Challenger muốn chia sẻ ở đây và chúng ta cũng thấy là công ty ADT, công ty biên chế cũng công bố hôm nay là cái số lượng người lãnh lương trong tháng 12 đã tăng 235.000, vượt xa ước tính là 153.000 của Dow Jones. Các công ty cung cấp dịch vụ đã thêm 213.000 việc làm, dẫn đầu là giải trí và khách sạn. Tóm lại, đây, các công ty công nghệ mướn quá nhiều nhân viên năm 2021, bây giờ họ lại sa thải nhiều. À, các bạn thấy được là với những thông tin này, đó khả năng phần trăm thất nghiệp sẽ rất là thấp. Điều này là một điều mà có thể các bạn nghĩ là rất tốt cho nền kinh tế thì có thể là đúng nhưng mà không tốt với lại thị trường chứng khoán các bạn nhiều người xem thông tin này đó thì nghĩ là nếu như mà công an việc làm vẫn tốt như vậy đó thì Fed sẽ giữ lãi suất cao ở thời gian dài hơn cho nên các bạn thấy được là bây giờ chúng ta vẫn tiếp tục trong một tình trạng là tin tốt thành tin xấu các bạn và tin xấu là tin xấu cho nên thị trường chứng khoán lại tiếp tục giảm thêm nữa như các bạn đã nhìn thấy trên màn hình và cái tôi muốn chia sẻ ở đây đó là tuy chúng ta nhìn vào những tài liệu bây giờ thì đúng là chúng ta có rất nhiều những cái công ty trong ngành công nghệ sa thải nhân viên và chúng ta cũng sẽ nói tới rất nhiều những công ty sa thải nhân viên ngày hôm nay trong ngành crypto nhưng mà thuận thì lại nghĩ là đây là cái sự mở đầu mà thôi các bạn có khả năng là chúng ta sẽ thấy sa thải nhân viên nó từ từ lan tỏ ra những ngành khác những ngành khác bây giờ bị ảnh hưởng nhưng mà ít chứ bạn sẽ thấy được là khi chúng ta bắt đầu thấy sa thải nhân viên rồi những nhân viên đó họ sẽ chi tiêu ít hơn ảnh hưởng đến những ngành khác thì cái việc phần trăm thất nghiệp tăng lên đối thuận là chuyện sớm hay muộn mà thôi rồi, chúng ta bây giờ hãy nói tới một số những thông tin khác Nhưng mà nào mà quan tâm đến Bed Bath Beyond đó, Đây là một cái siêu thị mà có thể nhiều bạn ở Hoa Kỳ cũng đã nghe nói đến Thì hầu như siêu thị này đó bây giờ họ đang trên bờ vực một lần nữa phá sản thôi các bạn Họ đã đưa ra cái ước tính là bây giờ đó họ đã không còn tiền mặt để tiếp tục để mà kinh doanh nữa Và tính tới cái quý 3 đó thì họ đang bị lỗ tới 385 triệu lần các bạn So với năm trước đã bị lỗ thêm 40% rồi Nói chung thì công ty Bed Bath Beyond nó không có tốt đâu hay là nhiều bạn đọc là Bad bát and beyond cho nên công ty này chắc cũng sẽ khó qua khỏi trong thời điểm này chúng ta còn thêm một thông tin nữa liên quan đến kinh tế vĩ mô tôi muốn chia sẻ với các bạn trước khi chúng ta nói tới những tài liệu đáng quan tâm về crypto thì chúng ta thấy hôm nay đó lại có một thông báo bất ngờ là ngân hàng trung ương của nhật bản đã lên lịch bất ngờ để mua thêm công trái phiếu của nhật bản Điều mà ngân hàng trung ương Nhật Bản làm là mua lại công trái phiếu Nhật Bản cũng không gì gọi là quá bất ngờ các bạn. Điều bất ngờ ở đây là họ đã có lịch trước đó rồi nhưng mà bây giờ họ lại thêm một cái phần mua nữa đó chính là 300 tỷ đồng yên để mua lại công trái phiếu 5 tới 10 năm. Thì có khả năng là lý do tại sao mà họ lại bất ngờ lên lịch mua thêm công trái phiếu đó là có thể tại vì công trái phiếu của Nhật Bản đó không có kiếm được người mua các bạn. Bây giờ hầu như là ngân hàng chiêu Nhật Bản là cái đơn vị duy nhất mà thu mua hết tất cả công trái phiếu rồi có thể là có nhiều ngày trên thị trường không ai giao dịch trong trái phiếu Nhật Bản hết. Đây là một con trái phiếu mà rất ít ai quan tâm đến hiện tại tại vì các bạn đã thấy là Nhật Bản nó dự lãi suất quá thấp hiện bây giờ. Tuy là chúng ta thấy được là gần đây đó thì thống đốc ngân hàng trung ương Nhật Bản hiện tại đã cho cái mức dao động lãi suất lên tới 0.5% và bây giờ đó không trái phiếu 10 năm ở mức cao rồi các bạn 0.5 nhưng mà dựa theo cái gì mà chúng ta dự đọc đó, thì có khả năng là người ta cũng không có hứng thú đối với công trái phiếu Nhật Bản ở cái mức lãi suất thấp như vậy. Cho nên bây giờ ra người mua là một lần nữa chính là ngân hàng trung ương của Nhật Bản Điều này là có ảnh hưởng như thế nào thì chúng ta quan tâm đến Tại vì rất nhiều bạn quan tâm đến chỉ số DXY Chỉ số mà chúng ta so sánh cái sức mạnh của đồng đô la So với những đồng như là bảng Anh, đồng Yen hay đồng Euro Thì các bạn thấy được là chúng ta lại tiếp tục Nhìn thấy là chỉ số DXY này trong thời gian là 10 ngày qua Chúng ta thấy được là bắt đầu từ đầu năm đã lại một lần nữa có sự tăng trưởng Bây giờ mức 100 đã 5.16 rồi Có nghĩa là đồng đô la đang mạnh so với những đồng khác và chúng ta cũng có thể nghĩ là có khả năng là tại vì chúng ta lại thấy là fed sẽ giữ lãi suất cao bây giờ chúng ta lại nhận được những thông tin tốt liên quan tới kinh tế ở hoa kỳ không có nhiều người thất nghiệp khả năng là fed lại sẽ tiếp tục giữ lãi suất ở mức cao dẫn đến đồng đô đồ la có giá hơn đó cũng là một cách suy nghĩ các bạn và nói riêng về nhật bản đó, thì chúng ta thấy được là hiện bây giờ thì ngân hàng trung ương vẫn tiếp tục thu mua rất nhiều công trái phiếu nhật bản lãi suất nhật bản tuy cũng đã có cái sự tăng trưởng lên dao động tới mức là dương 0.5 như các bạn vừa nhìn thấy, à, nhưng mà điều này đã cũng không cho à, đồng Nhật có cái sự tăng trưởng so với đồng đô la các bạn. Các bạn có thể nhìn thấy được là bây giờ đó so với lợi đồng yen thì đồng đô la vẫn đang mạnh hơn. Bắt đầu là từ đô năm tới bây giờ, các bạn thấy đồng đô la đã có cái sức mạnh trở lại rồi. Và tuy chúng ta thường hay nói là chúng ta vừa trải qua một cái năm rất là tệ trong thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ Nhưng mà thật ra đó tệ là đúng nhưng mà tệ đến mức nào thì cũng không tệ như là nhiều người nghĩ đâu Khi mà thuận nhìn cái bảng thống kê này đó đến từ một người ở trên Twitter là Quinton Thì đã chia sẻ so sánh với những năm trước đó đó chỉ số S&P 500 đã giảm bao nhiêu Thì chỉ số S&P 500 đó, năm ngoái đã giảm khoảng chừng là 20% các bạn Đó chính là cái đường màu đỏ các bạn nhìn thấy trên bảng hình Nhưng mà so với những năm trước đó đó những cái đợt mà đi xuống thì thật sự cũng không phải là sâu lắm đâu các bạn Nếu chúng ta so sánh với những cái đợt như là năm 2020 Lúc dịch bệnh vừa xuất hiện đó, thì chúng ta thấy được là chỉ số S&P 500 xuống hơn 30% cái đợt mà khủng hoảng năm 1987 cũng đã sâu hơn. Chúng ta nhìn vào năm 1961 cũng sâu hơn. Đặc biệt chúng ta nhìn vào những năm như là khủng hoảng năm 2007-2008 thì chỉ số S&P 500 nó xuống rất là sâu các bạn. Xuống gần như là 60% luôn. Năm 2000 cũng rất là sâu. Cho nên đây là một trong những điều mà cũng có nhiều cái sự tranh cãi hiện tại, nhiều người nói là chúng ta cũng đã quá đau đớn rồi. Cho nên có khả năng là chúng ta sẽ từ từ thấy thị trường chứng khoán hồi phục. Nhưng mà những người mà có cái suy nghĩ bi quan hơn thì nghĩ là chúng ta vẫn còn cách đấy rất là xa. Ít ra chúng ta cũng có thể thấy chỉ số S&P 500 xuống tới mức là khoảng chừng năm 2020 xuống tiếp tục thêm khoảng chừng mười mấy phần trăm nữa đây là điều mà tôi muốn chia sẻ để các bạn có một cái nhìn tổng quát về chúng ta đang ở đâu trong cái đợt điều chỉnh này trong thị trường chứng khoán ở Hoa Kỳ rồi chúng ta hãy chuyển qua nói về crypto đi tại vì các bạn thấy được là cách đây vài tháng đó thì cái sự quan hệ giữa crypto và chứng khoán Hoa Kỳ nó rất là mật thiết bây giờ thì cũng không hẳn đâu các bạn chúng ta đã thấy được là trong vòng mấy tuần qua đó cái mối quan hệ giữa chứng khoán Hoa Kỳ và Bitcoin nó cũng không có còn mật thiết như là cách đây vài tháng nữa. Các bạn có thể nhìn thấy được là ngày hôm nay đó thì BTC, Ethereum những đồng lớn thì hầu như cũng không có cái sự thay đổi nhiều và tổng số vốn hóa hôm nay thì xuống 0.6% các bạn. Bitcoin thì giá cũng tương tự như giờ này ngày hôm qua. Nhưng mà chúng ta lại có rất nhiều những thông tin xấu hôm nay và hầu hết những thông tin là xoay quanh những công ty mà sa thải nhân viên và việc này có nên quan tâm đến hay là không thì chúng ta bây giờ hãy tiếp tục nói tới một số thông tin đi chúng ta bây giờ hãy nói tới công ty chanice trading thì công ty Sister họ đã đưa ra thông báo là họ sẽ sa thải 30% số lượng nhân viên của họ. Thật ra 3% con số đương nhiên là tính phần trăm là không nhỏ nhưng mà công ty China Trading cũng là một công ty nó cũng không phải lớn lắm đâu. 3% này là đại diện cho khoảng chừng là 60 nhân viên trong công ty của Janusson Trading à, và chúng ta có thể nhìn bên dưới này đó thì à, thật ra đây là cái đợt thứ nhì mà họ sa thải nhân viên rồi. Đợt đầu tiên họ sa thải nhân viên là năm ngoái lúc đó họ sa thải 20% của nhân viên và tôi nghĩ các bạn đã quen thuộc với công ty Genesis rồi đây là công ty con của công ty mẹ là DCG CEO là Barry Schubert đây là cái công ty mà làm việc với lại sàn Gemini rồi cuối cùng họ ngưng không cho withdraw đó các bạn đã biết cái sự drama rồi sau đó sàn Gemini đã gửi một lá thư công khai đến cho Barry Schubert à, cũng đã chia sẻ thông tin này với các bạn cái tên bài video rồi cho nên cái việc mà họ sa thải nhân viên nó cũng không gì gọi là lạ đâu À, chúng ta cũng có thêm một cái thông tin nữa là công ty genesis global trading này đó ngoại trừ xa nhân viên ra họ cũng sẽ đóng lại một cái dịch vụ của họ có tên là hq đây là cái dịch vụ mà họ quản lý tài sản cho người khác à, lý do là tại vì bây giờ đó cái tình hình thị trường không có tốt bây giờ họ sẽ ngưng cung cấp dịch vụ này có thể là sau này họ mở trở lại đó là cái sự chia sẻ đến từ công ty genesis các bạn đây là công ty thứ nhất mà chúng ta nghe những cái thông tin liên quan đến sa thải nhưng mà không phải là công ty cuối cùng đâu nhưng mà trước khi nói tới công ty kế tiếp đó thì các bạn có bao giờ nghĩ là tại sao tự nhiên công ty Genesis này đó lại có lỗ hỏng 1-2 tỷ hay là không? Đối với lại câu chuyện của FTX các bạn cũng đã biết đó chính là tại vì họ đưa tiền cho Alameda trade thua lỗ. Nhưng mà còn câu chuyện của công ty DCG hay là Genesis thì tại sao lại có cái vấn đề này tự nhiên xảy ra như vậy? Thì thường cũng hầu như đã quên bây giờ thuận nhìn thông tin thuận mới nhớ trở lại là các bạn có nhớ bài viết này của Condes vào hồi tháng 7 của năm ngoái đó thì Condes có đưa ra một thông tin đó chính là công ty Genesis là một trong những chủ nợ của công ty Trilogy Capital họ là một trong công ty mà cho Trilogy mượn 1,2 tỷ đô la các bạn bây giờ chúng ta cũng đã hiểu rõ hơn là tại sao họ lại có lỗ hổng này tại vì họ dính vào cái sự kiện của Trilogy Capital và công ty mẹ là công ty DCG là công ty mà nói là họ sẽ chịu cái số khoản lỗ này à, và lúc đó đó thì công ty DCG cũng quay phóc nữa các bạn ai cũng tưởng nó DCG có rất là nhiều tiền có thể là chịu được cái lỗ hỏng 1,2 tỷ này bây giờ ta đã rõ ràng hơn là tới cuối cùng đó thì con số này là con số mà họ vẫn chưa lắp lại được cho đến thời điểm bây giờ đó chính là tình hình của Genesis và DCG rồi chúng ta bây giờ hãy nói tới một công ty khác nữa chúng ta có một cái tin đồn tin đồn này là liên quan đến sàn hội bi các bạn thì tin đồn là gì khi mà các bạn nhìn vào uh, token của sàn đó, token HT, thì uh, token này các bạn sẽ thấy được là bắt đầu từ ngày hôm qua là trade mức là 5 đồng 21 cent Thì bây giờ là trade mức là 4 đồng 56 cent Thì bây giờ đó, cái con số giảm hôm nay đã điều chỉnh lại là 5.6% Nhưng mà lúc mà các bạn nhìn trước khi điều chỉnh thì uh, token này đã giảm khoảng chừng là 12% ngày hôm nay rồi và chi tiết hơn đó là hobby token HT giảm khoảng trên 12% ngày hôm nay vì có tin đồn về việc là sàn sẽ sa thải nhân viên xung đột nội bộ tại công ty và sàn yêu cầu đó là nhân viên nhận lương bằng stablecoin và đóng các kênh liên lạc nội bộ của nhân viên để dập tắt cái cuộc nổi loạn nói chung thì có tin đồn là sàn hobby đang có những cái cuộc nổi loạn và có nhiều xung đột ở giữa công ty và những cái nhân viên và các bạn đang thấy là nhiều nhân viên thì uh, họ nói là phải nhận lương bằng stablecoin Không biết là có thật hay không Nhưng mà Jason Sun thì đã phủ nhận việc là hobby sa thải nhân viên nhưng mà đại diện truyền thông đã không trả lời các yêu cầu bình luận của Condes về vấn đề nhân sự Nhưng bây giờ chúng ta vẫn chưa có thông tin chính thức đến từ sàn Đây là những cái tài liệu được chia sẻ bởi những bài báo mà thôi à, Và đương nhiên Jason Sun như thường dự chia sẻ đó, đã phủ nhận à, cái việc này Nhưng mà các bạn nên nhớ là Jason Sun cũng đã phủ nhận rất nhiều việc Nhưng mà cuối cùng những việc mà Jason Sun phủ nhận đó thì cũng có rất nhiều việc là sự thật Jason Sun chỉ phủ nhận lúc đó mà thôi rồi sau này lại chấp nhận ra sự thật cho nên bây giờ cũng có một số cái lo lắng liên quan tới sàn Huobi. Khi chúng ta nhìn vào thống kê đến từ Crypto Khoan, thống kê này là thống kê cái số lượng dự trữ của các sàn. Và chúng ta cũng đã từng nói sơ qua về tài liệu này. Chúng ta có sàn Deabit, Huobi, Bybit, KuCoin, Crypto.com, Bitfinex, OKX và Binance. Và khi mà các bạn nhìn vào cái số lượng dự trữ so với lại cái số lượng dự trữ bằng chính đồng của sàn đó có nghĩa là nếu chúng ta nhìn vào thống kê hiện tại đó thì sàn Binance là sàn mà có nhiều tiền dự trữ nhất. Sàn Binance chiếm tới 68% rồi các bạn. Có nghĩa là sàn Binance dự trữ tổng cộng là lên tới 54 tỷ, rất nhiều so với những sàn còn lại. Nhưng mà câu hỏi là trong con số 54 tỷ này của sàn Binance thì bao nhiêu phần trăm là đại diện bởi đồng Binance đồng BNB? Đương nhiên chúng ta không muốn cái số lượng à, phần trăm nó quá nhiều tại vì nhiều người mới chạy qua sự kiện của FTX khi mà họ quá lạm dụng cái đồng của sàn của mình thì nếu chúng ta nhìn vào sàn Binance thì các bạn sẽ được là tính con số là 100% đi mỗi cột này là 100% thì sàn Binance tổng cộng là họ lưu trữ chỉ có 11.1% tài sản trên sàn là đại diện bởi đồng BNB mà thôi còn lại là những đồng khác. Nhưng mà khi chúng ta qua sàn Huobi thì các bạn thấy là con số này là con số cao nhất trong những sàn này tới 39.3% cái số lượng tiền dự trữ của sàn Hobby là lưu trữ bằng đồng ST các bạn, có nghĩa đồng của sàn chỉ có 60.6% là những token khác mà thôi. Thì đương nhiên có rất nhiều người lo lắng khi mà chúng ta có những cái tin đồn như thường vừa chia sẻ với các bạn. Đây là cái thông tin đến từ sàn Hobby, có khả năng là họ cũng là một những công ty mà sàn hãy nhân viên. Hiện tại ngoại trừ Chanasus cho chúng ta có sàn Hobby Ngoại trừ hai công ty đi ra chúng ta cũng có thêm một công ty khác nữa, đây là một ngân hàng mà cung cấp rất nhiều dịch vụ các bạn cho tiền crypto, đó chính là ngân hàng Silvergate. Thì à, cổ phiếu Silvergate hôm nay đó, rất là tơi tả luôn, các bạn thấy được là cổ phiếu Silvergate ngày hôm nay kết thúc là giảm 42%. Sau khi kết thúc rồi đó để chúng xem coi là tình hình bây giờ ra sao à, cho cổ phiếu của Silvergate này thì các bạn thấy được là sau khi kết thúc đó cổ phiếu lại giảm thêm 5.09% nữa. Đây là một trong những ngân hàng mà cũng có cái mối quan hệ với lại những cái công ty mà đã khai phá sản rồi các bạn giống như FTX vân vân. Thì Silvergate họ nói hôm nay họ đã cắt giảm 40% nhân viên và họ sẽ bỏ một số dự án, trong đó bao gồm cả dự án Diem của công ty Facebook hay là Meta trước đây. Các bạn cũng đang nhớ là năm 2019 thì Facebook có một cái dự án lúc đó gọi là một tên khác không quên rồi, không phải là Diem. À, nhưng mà dự án này là đồng ổn định của Facebook Nhưng mà cuối cùng dự án này đã gặp rất nhiều trắc trở Quốc hội đã không thích việc là Facebook tự đưa ra một cái đồng định riêng của mình. Cuối cùng đó, thì họ đã không tiếp tục phát triển cái dự án đồng ổn định của Facebook nữa gọi là đồng diêm. Đồng này đã bán cho công ty Silvergate các bạn có nghĩa là dự án này đã giao lại cho công ty Silvergate và họ mua lại với con số không hề nhỏ. Bây giờ đó họ đã quyết định là không tiếp tục dự án này nữa. Thông nhớ là họ bỏ là cũng cỡ này đó các bạn, cỡ 196 triệu đô la. Bây giờ thì họ nói là 196 triệu đô la này trên giấy tờ họ sẽ trả nó về con số 0 tại vì bây giờ dự án này đó coi như là tan theo mây thối rồi họ coi như là chấp nhận lỗ 196 triệu này thêm vào đó họ nói là cái tình hình của nhiều công ty khai phá sản đó thì rất nhiều công ty họ làm việc chung à, trong đó chúng ta cũng đã biết là có sàn FTX họ nói tổng cộng đó là CVG có 150 triệu đô la là tiền được gửi đến từ những khách hàng bây giờ họ đã khai bảo vệ phá sản rồi công ty Silvergate họ sẽ sa thải 200 nhân viên, có nghĩa là khoảng 40% của công ty của họ. Họ nói là cái số lượng tiền mà dự trữ đó bây giờ cũng không còn nhiều nữa, người ta tới rút rất là nhiều. À, chi tiết hơn đó là họ nói so với lại cái quý trước đó thì tổng cộng là họ đang có khoảng chừng 12 tỷ đô la được gửi đến từ khách hàng của họ bây giờ chỉ còn có 3.8 tỷ mà thôi có nghĩa là bây giờ đã họ quản lý cái số tiền quá nhỏ người ta tới rút quá nhiều cộng với lại họ thua lỗ những dự án như thường vừa chia sẻ với các bạn thì bây giờ họ đã quyết định là sẽ sa thải nhân viên rất là nhiều lượng các bạn 40% công ty và đây cũng điều rất là đáng tiếc tại vì Silvergate là một trong những công ty mà họ được tạo ra chủ yếu là để cung cấp dịch vụ cho những khách hàng crypto Chúng ta cũng có công ty Wire, đây cũng là công ty cung cấp dịch vụ thanh toán trong thị trường crypto các bạn. Lúc mà thị trường tốt đó thì công ty này đã đạt được cái mức vốn hóa là 1.5 tỷ đô la và công ty này đáng lý đâu là được mua lại bởi công ty Bolt. À, với cái mức là 1.5 tỷ Nhưng mà cuối cùng đó thì công ty Bolt à, cũng đã không tiếp tục mua công ty này nữa Dẫn đến bây giờ đó, công ty Wire này không những là họ xa thải nhân viên các bạn Mà bây giờ họ nói là họ coi như là đóng cửa công ty luôn Đó là cái à, điều đáng tiếc được thông báo bởi công ty Wire Let's go. Yeah, I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Feels like a magnet, lose won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing. Gotta...